184. Cảm ơn linh trưởng ạ. Dạ vàng hi qua na thù na chi cha ti anumato bi na ra sa na ri so pa ti pa tha ma no wa ta wa so wa cho khi ra pa ko wa ma ta ri. Dạ vàng hi qua na thù na chi cha ti anumato bi na ra sa na ri so pa ti pa tha ma no wa ta wa so wa cho khi ra pa ko wa ma ta ri. Dạ vang hi wa na thu na chi cha ti anu ma to bi na ra sa na ri so pa ti pa tha ma no wa ta wa so wan cho ki ra pa ko wa ma ta ri. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhờ văn hi qua na thô na chi cha ti anu ma to bi na ra sa na ri su ba ti pa tha ma no wa ta wa su wa cho khi ra ba ko wa ma ta ri. Dạ văn hi qua na thù na chi cha ti anu ma tu bi na ra sa na ri su pa ti pa tha ma no wa ta wa su wa cho khi ra ba ko wa ma ta ri. Cho dầu một bụi cỏn con, nữ nam ai luyến vẫn còn chòi leo, ai kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài. Bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con tri ân cô, thấy bàn tay của cô con mừng quá. Dạ con kính nhận mít đến cô Tuệ Duyên ạ. Sơ thú lần hai. Dạ cảm ơn. Dạ đọc càng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Dạ cảm ơn em. Cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ cảm ơn Trần Đạo đã cho biết nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ bây giờ tự nhiên xin kể câu pháp cú. Số 284. Dạ cảm ơn huynh Bách Thanh á. Dạ quan hi qua na thô na chi cha ti anu ma to bi na sa sa na ri su ba ti ba tha ma no wa ta wa so wa cho ra ba cô wa ma ta ri wa ya quan hi wa na do di ta ti anu ma tu bi na ra sa na ri su ba ti ba tha ma no wa ta wa so wa cho khi ra bồ wa ma ta ri. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya quan hi wa na tho na chi cha ti anu ma to bi na ra sa na ri su ba ti ba tha ma no wa ta wa so wa cho
và cho khi ra và cô và matari. Cho dầu một bụi cỏ non, nữ nam ái luyến vẫn còn chòi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo, bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài. Khổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. À, dạ, kính mời cảm ơn dân. Dạ, Nam Mô. Dạ, chờ sư chờ của năm trước, của năm trả bài. Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Thâm Ma, dạ Nam Mô Sân Khà, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 284. Gia quăng hí quá ná thô ná chít chá tí á nú mát tô pí ná rác xá ma rí sô phá tí phát thá ná phát thá má tô quá tà quá sô Quách chô khi rá bá cô quá ma tá khí gia hoàng hí quá ná thô ná chít chá tí á nú mát tô pí ná ráp xá na rí sô na rí sú phá tí bát thá má nô quá tà quá sô Quách chô khi rá bá cô quá ma tá rí khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ bạn dịch của hòa thượng Thích Minh Châu cho dầu một bụi còn con nữ nam ái luyến vẫn còn chòi leo ái kia cứ buộc cứ đeo bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài bạn dịch của hòa thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bạn kính mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Dạ, sa thu sa thu. Lần tay xin cảm ơn. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tín, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 284. Dạ, kính cảm ơn cô Tuệ Duyên, Sít Rạng Đâm, Sít Ái Minh, Sít Nhật Huỳnh cho biết nghe rõ. Ya vang hi va na tho na chi cha ti anu ma to pi na ra sa na ri su pa ti ba tha ma no va ta va so va cho hi ra pa ko va ma ta ri ya vang hi va na tho na chi cha ti Anu mato pina rasa narisu pati batha manovata vaso vakyo kira pako vamatari yavang hivanato na chichati anu mato pina rasa narisu Pati Bhattham Manovar Tavaso Vapyo Hirapako Vatmatari. Khi nào chưa cắt triệt ái dục giữa cái trai, tâm ý vẫn buộc ràng, như bỏ con vú mẹ, bản dịch của Ngài Minh Châu, cho dầu một bụi còn con, nữ nam ái luyến vẫn còn chồi leo, ái kia cứ buộc cứ đeo bê đòi vú mẹ bám theo dính hoài bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thà Giá. Dạ, con xin được suy án mời xin mời xin ra Nhật Huỳnh, còn một mình xin Nhật Huỳnh thôi. Kính mời xin.
Dạ sa thủ kính cảm ơn Nguyễn Hoa Thanh á. Dạ cảm ơn Trần Đạo cô tu nữ tự duyên rằng Đông Gia Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ rồi cũng tới giờ quá hay nha. Rằng Đông mở hàng phải nói là Bắc Hàng. Dạ Nhật Quỳnh tưởng nào Nhật Quỳnh trốn được luôn rồi đó chứ. Dạ kính chào anh chị Phan Quang Niêm về vào đạo tràng, kính chào người phương Nam giờ vào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 284. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh á cho bài học. Dạ quần hi quan na thờ na chít chát ti anumat tờ binara sanh di suvati bát tham an nơ quát ta quát sơ quát chợ khi na ra bát cơ qua mà ta ri và hoàng hi qua nát thờ na chích cha ti anumat tờ nina ra sanh ri su ba pati ba tham an nơ qua ta qua sơ qua chờ khi ra bát cơ qua mà ta ri và hoàng hi qua nát thờ na chích cha ti anumat tờ binara sanh ri su ba bi pati ba tham an nơ quá ta quá sơ quá chờ khi ra ba cơ quá ma ta ri và hoàng hi quan na na thờ na chích chát ti anu mát tờ bi rát sa na di sơ pati ba tham an nơ quá ta quá sơ quá chờ khi ra ba cơ quá ma ta ri. Khi nào chưa cắt tuyệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và quẳng hi hoa na, và quẳng hi hoa na, thờ na chít cha ti anu mato bi na ra cha na ri su ba ti ba tha ma na wa ta wa so wa cho khi ra ba cơ wa ma ta ri ya quan hi wa na tho na chit cha ti a no ma to bi na ra sa na ri su bà ti bà tha ma nơ qua ta qua số qua chớ khi ra ba cờ qua ma tìm cho dầu một bụi cỏn con nữ nam ai luyến vẫn còn trời leo ai kia cứ buộc cứ treo bê đòi vũ mẹ bám theo dính hoài. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ dạ con đã đọc và kệ nhiều lần để nhìn coi có ai vào đạo tràng không, mà không có cái giọng nào xinh đẹp hơn nghe vào đạo tràng hết. Dạ không có giọng quanh vàng nào hết, nên cũng phải đọc nhiều lần để chờ để đức pháp tính xuống cấp. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Bách Thanh Á. Cảm ơn Cẩm Vân, cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, cảm ơn cô Ái Minh, cảm ơn Trịch Trần Đạo, Trịch Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ. Kính chào Hoa Sen vừa vào đạo tràng. Dạ con không biết bây giờ Đại Đức Pháp Tính đã ra rồi thấy rồi. Dạ con kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được học bài học mới 285. Dạ cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bát Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa.
Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Năm 1-2 giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học từ vựng các pháp của kinh số 285. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng bác, và con kính dân mít đến sư. Nam mô Bụt Ta Dạ, Nam mô Tâm Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con là xin thành kính hành lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con là xin nhận Đức Tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ có cuốn kinh số 285. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Uccinda sine hamattano, Uccinda sine hamattano, Uccinda sine hamattano. Cúc mút đăng xa rác đi căng quá ba ni na, Cúc mút đăng xa rác đi căng quá ba ni na, Cúc mút đăng xa rác đi căng quá ba ni na. Sanh tí mắt gác mê quá ru há giá, Sanh tí mắt gác mê quá ru há giá, san tí mắt giá mê quá ru há giá. Niếp ba năng su gá tê na đề si tăng, niếp ba năng su gá tê na đề si tăng, niếp ba năng su gá tê na đề si tăng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái động từ Uccinda. Uccinda có nghĩa là nên cắt đứt hay là nên chặt đứt. Và còn lãnh lễ đến thượng tọa Tiểu Uyên, mình mới vừa quan lâm vào trung. Uccinda nên cắt đứt hay là nên chặt đứt. Uccinda sine hamattano có nghĩa là sine hăng, sine hăng cộng attano, sine hăng cộng với attano. Sine hăng có nghĩa là tham ái, sine hăng có nghĩa là tham ái. Attano, attano có nghĩa là của mình. Attano sine ha mattano, tham ái của mình. Chúng ta muốn đẩy luôn cũng được, tách ra cũng được, nhưng mà miễn sao chúng ta hiểu nghĩa được rồi. Cú mú đăng, cú mú đăng ở đây là có nghĩa là
đó hoa súng trắng nó xuất phát từ danh từ của muôn đá, của muôn đằng. Đó hoa súng trắng muôn đằng Saradikan có nghĩa là mùa thu. Saradikan mùa thu. Vá có nghĩa là ý vá, ví như Bà Nina có nghĩa là bàn tay. Bà Nina có nghĩa là bàn tay. Rồi, kế tiếp thì xuống dòng tiếp theo thì chúng ta có một cái liên từ chúng ta cần phải tách ra. Xanh tí mắt găng. Tì quá, có nghĩa là xanh tí mắt găng. Xanh tí mắt găng cộng với e quá là một cái từ điển thôi, chúng ta không có cần phải tìm tới nghĩa, vì chúng ta chỉ cần tìm đến xanh tí mắt găng. Xanh tí mắt găng có nghĩa là đạo lộ thanh tịnh. Xanh tí là thanh tịnh, mắt gác là đạo lộ, do cái hợp từ này được chia theo đối cách số ít thành ra trở thành xanh tí mắt găng. Xanh tí mắt găng, đạo lộ thanh tịnh hay là con đường thanh tịnh. Ru há giá có nghĩa là nên phát triển. Ru há giá nên phát triển. Nibbanang là Nibbàn, danh từ quá quen thuộc. Nibbanang có nghĩa là Nibbàn. Sugatena cũng là một danh từ rất là quen thuộc, ân đức của Đức Phật. Sugatena bởi đấng thiện thệ. Sugatena bởi đấng thiện thệ. Đề Sĩ Tăng đã được thuyết giảng. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Lai Minh. Uchinda Sineha Matano Cú bú đăng xa ra đi căng quá bà ni na san tí mắt gá mê quá phụ rù há giá nếp bà năng xú gá tê ná đề sĩ tăng, có nghĩa là tự cắt dây ái dục như tai bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tình nếp bàn thiện thệ dạy. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ đây thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng đang có mặt ở trong lớp học, và con cũng xin được thay mặt cho hội chúng xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Viên từ bi quan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 285. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Viên. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con không? Xin Thượng Tọa cho con biết được cái tín hiệu. Dạ, alo. Dạ, Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ cho con biết được cái tín hiệu. Dạ, xa thú lành thai. Một lần nữa con thay mặt hội chúng xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu vào lời bái. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhawantang Abhivade Miswa Khato Phakkhavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử cùng được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bao giờ chốt thì cũng hơi nhói chút xíu, bởi vì xin thông báo với quý vị là vào ngày mai, tức là chúng tôi sẽ tổ chức một tuần lễ cúng dường Pháp Bảo, tụng đọc kinh Văn Chuyển Pháp Luân và có thể nói là Thất Giác Chi. Thì như đã thỉnh báo Đại Đức Pháp Tính, ngày mai Quang Lâm Đại Đức cùng với chúng tôi có Chư Tăng sẽ đọc kinh Chuyển Pháp Luân, đó là cái ngày đầu tiên. Kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài chuyển Pháp Luân vào ngày rằm tháng 6, mà thường chúng ta phải nói là khai mở đạo lộ giải thoát. Chúng thưa đại chúng, khai mở đạo lộ giải thoát. Mà nếu như chúng ta kính Pháp, chúng ta nhớ nhiều khi chúng ta nói thế này, nọ như được cái, những cái ngày này để nọ như ngày mai, thì chúng tôi sẽ làm một tuần lễ cúng dường Pháp Bảo. Thì ai có làm thì làm, còn không thì chúng tôi sẽ tự thân chúng tôi vận hành, mà dù có những người thân quen ở cùng với chúng tôi làm lễ cúng dường, thì cái đó là chính là cái duyên. Nhưng điều mà đó là bắt đầu khai hành từ ngày mai, và sau đó sẽ có một cái ngày lễ ngày 13, tức là ngày lễ những ngày tắm mơ, cũng là tụng đọc kinh văn. Và ngày hôm đó thì tỉnh Chư Tăng đông, Chư Tăng nhiều. Cho ngày hôm nay thì tỉnh một số Chư Tăng tới, cứ ngày nào cũng vậy thì cũng có Chư Tăng tới và đồng lễ đồng phước cúng dường. Thì như hôm trước có báo cho để Đức Phật Tính biết, thì có thể để Đức Phật Tính có thể chọn một trong những ngày, chắc là để Đức Phật Tính sẽ chọn ngày 14 giùm đi. Để Đức Phật Tính à, ngày 13 hả? 13 tỉnh Đức qua rồi, như ngày 13 thì chủ nhân chúng ta có thí chủ rồi, thì ngày Đức ngày 14 đi. Ngày 14 thì là coi như là nó còn có một ngày nữa là ngày 15, ngày 14 vào mô Phật. Thì mong rằng tất cả chúng ta cùng với Đệ Đức Pháp Tính sẽ cử hành cái lễ ngày 14. Giờ đây thì lễ đài thì cũng tương đối, cũng căn bản đã được treo lên, mà chúng tôi để một khẩu hiệu ở trên đó, tức là kính mừng đại lễ, kính mừng Đức Phật chuyển Pháp Luân. Ở dưới là rằm tháng 6, ở trên sẽ có nguyên hình chuyển Pháp Luân, và hai bên sẽ có một bàn tay chuyển Pháp Luân. Và chúng tôi thì cũng thỉnh Đức Phật Tính làm thí chủ mô Phật. Thì như hàng năm giờ Đức một ngày, còn tất cả các ngày mai là Đại Quyền sẽ là làm lễ mô Phật. Thì tất cả nói chung là tùy hỷ, chứ không có nói ai hết. Và nếu Đại Đức không làm thì Đại Quyền này sẽ làm, là mô Phật sẽ cũng làm thay á. Vậy đó, tùy duyên nha. Cái này là làm bằng một cái tâm tình, dạ. Và để chúng ta kính mừng đại lễ, dạ, để cũng báo, dạ. Thì chúng tôi xin báo cho vì được hiểu rõ như vậy và xin bắt đầu vào thời. Thì nếu như chúng ta là những người là kính Pháp, là những người hiểu biết Phật Pháp, thì chúng ta sẽ hiểu biết được vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương giống trong Pháp Âm, đánh tiếng trống khai mở đạo lộ giải thoát cho tam giới này. Quý vị sẽ coi những cái khẩu hiệu bạc, chúng tôi sẽ nêu lên khai mở đạo lộ giải thoát, mà chỉ có một mình Phật tuệ giải thoát toàn giác mới làm được chuyện đó thôi. Dạ, thì mong rằng mình tụng đọc những kinh văn của chuyển Pháp Luân, đọc kinh văn chuyển Pháp Luân, tức là đọc, nếu như mà đọc Pali là từ đầu cho đến đuôi, và coi như bài
mà cuối sau đó nó thì đọc tiếng Việt thì chư Phật tử sẽ cùng đọc tiếng Việt, còn nếu như là đọc kinh văn Pali thì chư tăng sẽ đọc kinh văn Pali cùng với tiếng Việt với Phật tử luôn. Thì mong nếu như ai ở gần thì mời quý vị tới. Thì đó là cái tinh thần thông báo như vậy. Chúng tôi cũng không có thích coi như là ông sồng lộn xộn chi đăng lên Facebook này nọ thì sẽ đăng lên, và còn ngày mai chúng tôi làm thì chúng tôi mới đăng, rồi mua tuần lễ mà. Dạ, thì mong rằng chúng tôi sẽ có cái thuận duyên, có cái điều kiện. Nếu như là không có cái điều kiện thì chúng tôi cũng đó, khi mà còn hiện hữu thì đó cũng là cái phước lành phước duyên. Mong tất cả chúng ta có thể nghĩ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cái câu chuyện pháp cú số 285 này cũng hết sức là đặc biệt. Kính thưa quý vị, ở trong câu chuyện này nó nói dạy về cái sự cắt ly cái ái dục. Thì khi Đức Phật ngài ở tại kỳ viên liên quan đến về vị tỳ kheo đệ tử ngài Xá Lợi Phất đó, thì có một thanh niên khôi ngô tướng tú, con của một nhà thợ bạc, từ bỏ gia đình xuất gia với ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Xá Lợi Phất mày nghĩ rằng đệ tử ta còn trẻ cho nên vì vậy ngài dạy những cái đề mục về quán bất tịnh. Bởi vì những con trẻ thì còn đam mê cuộc sống, đam yêu đời nhiều, cho nên Phật ngài dạy những cái đề mục bất tịnh. Những cái đề mục ấy là không thích hợp, nên dù thầy vào rừng núi để tu tập phấn đấu cả tháng nhưng điều mà vẫn không thấy cái sự tập trung. Thì thầy trở lại thì tôn giả mới hỏi, con đã nắm vững, con đã có tiến hóa trong đề mục thiền quán chưa? Thì thưa thưa thầy thì cũng chưa, con chưa có đạt được. Thì tôi nhắm cái báo thật là lạ. Có người mà tại sao mà không đạt được cái đề mục thiền quán này? Thì tôn giả phải cẩn thận chỉ thêm cho cái đề mục thiền quán. Thầy cũng theo sau thời gian cũng không có tiến triển bao nhiêu đó. Thì lần thứ ba cũng như thế, thì chỉ dạy hết sức là cặn kẽ về cái nguyên nhân và các cái ảo tưởng hay là cái tâm của một người phải biết quán về bất tịnh, quán về thể trượng, mà bao nhiêu cũng không chỉ được. Thì ngày sáng là không có nghĩ một sa môn còn trẻ thì rất là nhạy bén, cũng như là khi mà còn trẻ thì cái sự ham muốn nó còn nhiều, thì ở đó phải biết được cái sự hiện hữu khi tham dục nó khởi lên, mà khi mà không cần phải nói, phải tự biết và sống là một vị sa môn thì phải nhanh nhẹn như vậy chứ. Thì cái Xá Lợi Phất này thấy rất là lạ. Thì vào buổi chiều nhưng mà không, bây giờ chỉ đến nhờ Phật thôi, nhờ bổn sư thôi, đến nhờ Đức Phật mới xử lý cho vị này. Thì vào buổi chiều ngài dẫn cái đồ đệ ngài đi đến chỗ Đức Phật, mà ngài trình bày hết cái sự tình, ngài đã tận tình chỉ giáo, truyền trao coi như là tâm pháp hết. Nhưng người đệ tử này thì cũng không có thông suốt được. Thì Đức Phật ngài dạy, thì sẽ là Phật, cái mà túc bằng minh, mà cái sanh tử minh á, cái sanh tử minh á, cái đó là cái, đây là một cái lĩnh vực, đây là cái giới vực quyền lực của chư Phật toàn giác. Các ngài mới có đủ khả năng quán chiếu thông suốt tam giới này mà 10.000 thế giới người khen. Và Đức Phật ngài quán sát cái gia thế của vị sa môn trẻ này, nó thấy rằng không những ở trong kiếp này người thanh niên này mới sanh trong nhà người thợ bạc, mà đã 500 kiếp sanh trong nhà đó, sanh trong cái gia đình là gia đình nào cũng chuyên về làm về cái thợ kim hoàn, tức là thợ bạc á, thợ hiện nay chúng tôi cũng kêu là thợ bạc á, thợ vàng đó. Thì cái việc mà chạm chỗ sen hay là các cái hoa văn như thế này thế nọ, chuyên như vậy rồi. Và đề tài thiền quán là đề tài nhòm góp,
và nó tẻ nhạt vô cùng, chắc chắn là sẽ không thích hợp trong mấy thầy này. Chỉ có cái đề mục vui tươi mới thích hợp với đề mục, đối với đề mục với tôn giả này. Đây là một chỗ mà chú sứ chúng tôi mới nói chỗ này. Này Xá Lợi Phất, mới bị sa môn mà ông chỉ định cái đề mục mà quán mà vừa trải qua 4 tháng mà vô ích như vậy á, mà chưa có chứng đắc A La Hán. Thôi ngày hôm nay từ trò giao cho ta, người hãy đi, hãy an tâm đi. Và khi tôn giả Xá Lợi Phất bắt đầu giao cho Đức Phật, giao đệ tử ngày cho Phật xong á, Đức Phật này dùng thần thông để rá hóa ra một cái hoa sen bằng vàng, to bằng cánh bánh xe, cộng và lá nó tươi vô cùng, và đưa cho thầy vị sa môn trẻ này. Này con hãy cầm lấy cái hoa sen và ra phía ngoài tỉnh xá, cầm nó, cắm nó ở trên đỉnh cát và ngồi kiết già trước nó, hãy nhìn nó ở giai đoạn sơ khởi, hay lặp lại câu đỏ thắm. Ngay sau khi nhận hoa sen từ trên tay Thế Tôn, thì sa môn trở nên bình an, thì làm theo lời của Phật dạy, là một đống cát ở ngoài tỉnh xá và cắm một hoa sen ngồi kiết già trước mặt và lẩm nhẩm đỏ thắm. Ngay khi ấy các triền cái bị tiêu diệt, thì bắt đầu nhập định, phát triển sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cả toàn thân chìm sâu trong thiền định. Đức Phật dự biết thầy đã đạt được định. Mới tự hỏi sa môn này có thể tự mình phát triển thiền quán đến tận cùng không? Thì thầy thì Đức Phật thấy thầy này không thể đạt được, không thể tự đạt được, thì ra lệnh hoa sen hãy khéo héo. Bắt đầu điều khiển cho hoa sen bắt đầu héo, lập tức có sen thiền quán của thầy ngã màu, nó nhợt, nó úa như là vò nát. Thầy thì khéo xúc định thế tự nghĩ, bằng cách gì mà bông sen này trở nên già úa? Nếu như những vật như thế không bị lệ thuộc vào thế giới thường, thế giới mà bình thường như vậy, thì về cái tuổi già không có gì mà chúng sinh không bị cái sự sanh sự già, mà chính chúng sinh quyến luyến thế gian này là sai lầm. Mà thầy nhận ra cái lẽ vô thường biến chuyển, đồng thời thì nhận ra được cái gì nó vô thường, cái đó nó sẽ khổ não và nó vô ngã. Như sợi dây, như cỏ úa nó rực cháy, như sợi dây nó quấn quanh cổ. Lúc ấy có một lũ trẻ chơi gần đấy đó, nó lội xuống hồ, bẻ cái hoa sen chất thành đống trên bờ. Thế thầy thì kheo nhìn cái đó sen dưới nước mà nó tươi nở trên cái như hoa như vậy á, như hoa dưới nước đó, nó tươi hơn, xinh hơn so với cái hoa mà thầy đã đặt cái bãi cát đó. Nó ủ đủ, nó héo. Thầy tự nhủ, nếu tuổi già đánh bại những vật không bị lệ thuộc vào thế gian, có lý nào lại không nên có lý nào lại không đánh bại chúng sinh đóng liếng tham ái? Và càng thấy rõ cái lý vô thường, khổ não, vô ngã, thì Đức Phật thấy rằng đề mục thiền định đã hoàn toàn chinh phục thầy, và ngài hóa hiện ra trước mặt thầy. Cái gì thế kia thì Tỳ Kheo ngạc nhiên nhìn thấy Đức Phật đứng trước mặt. Thầy lật đật đứng dậy chắp tay cung kính. Đức Thế Tôn nói câu kệ: tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu, hãy tu đạo tịch tịnh niết bàn hiện thể thai. Thì nghe xong thì thầy chứng A La Hán. Ở đây chúng ta nghe câu chuyện này để nói cho chúng ta biết tất cả nó cái tùy duyên. Một người còn trẻ, một người sống trong một cái khuynh hướng, bởi vì cái khuynh hướng này, mà cái khuynh hướng giác ngộ đó, đó chỉ có Phật lực giải thoát thôi. Phật lực, Phật tuệ, toàn giác các ngài mới hiểu biết được. Chẳng vì sa môn trẻ này sinh ra trong một gia đình thợ bạc, thì quý vị thợ bạc á, là nhìn thấy những cái vàng và những cái hoa, những cái vật mà được làm ra nó đẹp lấp lánh, có cẩn hậu ngọc, có cẩn kim cương, sa cừ, mã não, vân vân, rất là nhiều.
thì toàn thấy cảnh đẹp không? Nhiều lần trong đời quá khứ thì cũng vậy. Chúng sinh ở trong cuộc đời nó có cái thiên hướng đó, thì Đức Phật Ngài biết cái phương, biết cái phương hướng đó, cho nên Ngài dùng coi như là lấy độc mà trị độc. Ở đây thì lấy cái gì? Lấy cái đẹp để trị lại cái đẹp. Mà tâm của vị tỳ kheo này thường bị chi phối, thường bị ảnh hưởng. Chúng ta nhớ, thường bị chi phối, thường bị ảnh hưởng. Cho nên Ngài đưa cho vị này một cái bông sen, nó tươi, nó đẹp như vậy đó, nó màu vàng, để cầm trên bãi cát, nhìn cái tâm để quán tưởng, để suy, để nghĩ, để quán. Nhưng tại sao vị ấy quý vị xin lỗi, tôi xin lỗi vị. Quý vị nghe chúng tôi nói lại không ạ? Dạ, dạ nghe rõ, cảm ơn đạo đồng. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Phật Ngài biết được cái tâm tư, cái thiên hướng của vị này, cho nên Ngài mới đưa đặt cái đề mục nó đặc biệt. Bởi chúng tôi mới nói rằng cái Phật lực cái rất là quan trọng, bởi vì gặp Phật được ra đời chúng ta thật sự là hữu duyên. Và cũng như kính thưa quý vị, thường thì cái đề mục bất tịnh hay cái đề mục thể trược để nhằm là nó là đối kháng lại với cái tham ái, với cái dục tham mà chúng sinh tầm cầu. Ở đây chúng ta thấy cái sự tầm cầu của chúng sinh là một cái thói quen, là một cái tập tính bao đời nay. Nhưng có một điều đặc biệt là cái tập tính đó nó còn bị do cái vật cảnh trực tiếp. Bây giờ nếu như mà quý vị là một nghề, để chúng tôi nói cho quý vị nghe, bởi vì Đức Phật này rất là tuyệt vời. Ngài đi đến cái nghề, đến cái người thợ mộc, Ngài sẽ nói với người thợ mộc. Ngài đi đến cái nhà, Ngài sẽ nói về cái nhà. Đi đến rượu, Ngài sẽ nói cách làm rượu. Đi đến gò mối, Ngài sẽ ví dụ gò mối cho chúng ta thấy, cho chúng ta nghe bằng những trực quan sinh động hiện hữu, để cho tất cả thấy và hiểu biết được cái sự vận hành của các pháp nó như thế. Hay như vậy chúng ta thì không thể hiểu được, chúng ta thì không thể nắm bắt được. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là mình tu tập như thế này, mình tu tập như thế kia, nhưng sự thật ra chưa chắc đâu. Cuối cùng cái đề mục nó thích nghi hay là không thích nghi, nó hợp hay là không hợp, cái đó phải bằng cái nhìn, bằng cái tệ quán của Phật. Chứ chúng ta bình thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Cho nên nếu như chúng ta không thể tự quyết định được cái đề mục, còn tất cả chúng ta tu tập thì chúng ta dựa trên cái đề mục thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, là chúng ta dựa trên cái đề mục đó mà chúng ta tu.
chứ chúng ta không phải bị cái không được truyền trao một cách trực tiếp. Bởi nhiều khi á, tu tập quá rồi chúng ta thấy thật cái đề mục thân, đề mục thọ, đề mục tâm, đề mục pháp, đề mục quán, thân thọ tâm và pháp, mà nó thích nghi với chúng ta cái đề mục nào chúng ta tu cái đề mục đó. Nhưng quả thật để mà chuẩn xác, để mà tốt đẹp nhất thì chỉ có tuệ giác của Phật thôi. Cái sen, cái nào cũng là hoa sen, nhưng kính thưa quý vị, nó có cái hữu duyên để làm chính Đức Phật này tạo ra cái cảnh, cái cảnh vật. Đọc cái câu chuyện này thì chúng ta phải nhớ rằng chính Đức Phật này dùng cái thần lực của Ngài để hóa cái cảnh ra, hóa cái cảnh hoa sen. Có những đứa nhỏ nó sẽ hái lên, nó sẽ có sự so cho vị này, xảy ra trước cái tình huống để cái vị này so sánh cái hoa đẹp của mình bây giờ nó, ủa sao tự nhiên nó đẹp bây giờ nó tàn ha. Rồi cái những đứa trẻ nó hái những hoa sen lên thì nó tươi hơn cái hoa sen của vị đó, thì mới thấy rằng à, thì ra cái ái tình của chúng sinh nó như thế đó. Các pháp thế gian, cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, cái sự biến đổi, cái sự vô thường nó như thế. Khi biết, khi hiểu như vậy, chúng ta mới thấy là rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt. Nếu như chúng ta không hiểu, không biết thì chúng ta không thể nắm, chúng ta không thể rõ. Vì vậy cho nên cái sự tu tập nó đòi hỏi cái khả năng tuệ giác rất là lớn của mọi người. Ta chính tự thân mình tháo gỡ Đức, mà cái tự quán đó Đức Phật mình biết rằng tự mình, vị thầy này có đề thể tự mình không? Không thể, thì chính Ngài mới dùng một cái tác động để mới trợ giúp. Còn nếu như có những vị có thể có khả năng tự tức là tự mình không cần cái tác động, tự mình thấy và tự mình có thể chứng đắc được, chứ không phải tự mình giác ngộ được, mà tự mình tu tập trên cái đề mục đó mà không cần có sự trợ lực, cái sự tiếp sức. À, chúng ta đó cần nhớ đó. Cái tiếp sức ở đây không phải là truyền trao giới pháp, truyền trao tâm ấn gì cả. Vậy sau này chúng ta nói truyền trao tâm ấn, chứ đâu phải tâm ấn, tâm quyết gì, mà đó chính là Đức Phật Ngài biết cái cơ tánh của mình, cho nên Ngài đưa là chúng ta thích nghi, chúng ta thích hợp, bởi vì Ngài biết, Ngài biết được cái duyên của tất cả chúng ta. À, thì nói như vậy để chúng ta thấy cái sự tu tập ở trong cuộc đời này chúng ta phải tập theo cái gì, thì cái tánh của chúng ta nó như thế. Mà trong kinh thì dạy, ở trong duyên hệ nó dạy rằng là gọi là thường cận thi duyên, Pakato Panisya này rất là đặc biệt. Nó có thể theo ta mãi mãi. Nó có thể theo ta ngày hôm nay, nó có thể theo ta ngày sau, nó có thể theo ta đi đến bờ này, đi đến bờ nọ. Là do cái thường cận của chúng ta, mà cái thường cận của chúng ta đó nó quen như thế nào. Đó. Thì chẳng hạn như bây giờ cái mà ngày Chú Lá Banh Thất Cá đó, quý vị biết 4 tháng mà học không thuộc một câu kinh, mấy vị sư huynh nói thôi trời ơi sư đệ dở quá, dở rồi thấy mắc cỡ quá, nên thôi sư đệ quần tục đi. Thì vị này thấy buồn, vị sư huynh mình lá nè, thì vô tình mới gặp Phật. Phật ngày mới cười đó, thôi được rồi yên tâm đi. Thì Ngài đưa cho một cái khăn sạch. Thì Chú Lá Banh Thất Cá lao một cái nhìn vào cái khăn, ủa sao nó dơ rồi. Khai điển thiền quán trên cái thể trường đó, trên cái quế trường đó, chứng đắc A La Hán mà có tứ tuệ phân tích siêu cấp như vậy. Tự nhiên cái án mây nó che khuất vị này, cái án mây vô minh nó che khuất vị này. Cho đến học một câu kinh mà 4 tháng không thuộc là tổng quả rồi, là cũng như khủng khiếp rồi. Nhưng đó, ở đời này
chúng ta đừng có trông mặt mà bắt hình dung có đơn giản đâu nhé. Thấy người ta như vậy đó, nhiều khi người ta là Bồ Tát, nhiều khi người ta là những người tốt đẹp vô cùng. Kính thưa quý vị, nói cái này nói với cái Bồ Tát, chúng tôi mới nhớ có một cái người nó sinh vô tu ở ngoài xa, ở tận nó miền ngoài, vô sinh tu. Chúng tôi cũng biết sao thầy vậy, nhưng mà bây giờ mình xét hỏi à, họ có giấy tờ hay không, có giấy đầy đủ nào. Rồi bây giờ hỏi gì chứ, người ta sinh tu thì sao thì chấp nhận. Cái chúng tôi hỏi sao tu, nếu mà giờ thấy đời là khổ, à giờ đời khổ hả? Chưa chắc đời khổ đâu, con tu cũng khổ đó con ơi. Chứ phải tu là vui đâu. Đời là cũng, có nói đời là khổ mà tu cũng là khổ lắm. Chứ phải sống tu mới vui đâu. Thì thôi chúng tôi chờ ở vài ba ngày. Chúng tôi thử coi như thế nào. Để coi nó thấy đạo có khổ hay không. Mà quý vị biết là hỏi giờ con xưa ở đây là phải, con phải như thế này, con phải như thế kia. Rồi mình không phải làm cái gì hết, nhưng con phải ra với chùa, con sân với các sư. Rồi con phải tụng kinh, tụng niệm gì đó, con phải có sự tích cực, con học kinh. Mà chúng tôi thấy ba bốn cái không, rồi chúng tôi cũng kham nhẫn, cuối cùng thì các sư nó không được, sư phụ ơi. Nó ba cái không, không làm, không tụng kinh, không học, không nghĩa chân. Mà những ý người ta. Thì kính thưa quý vị, ngay khi đó thì chúng tôi chỉ nói bây giờ là sư bó tay rồi. Thì đó đó, thì kính thưa quý vị, nhắc cái đó để chúng tôi mới nói rằng nếu như cho người ta hay là không cho người ta, mà cũng may là chưa có tu, chúng tôi chỉ mới thử thôi, xin như thế thôi. Chúng tôi nói là con không phải là cái mục đích vậy rồi, nó gọi là nó coi như là nấp, nó né, nó gì đó. Nhưng điều mình cũng không dám nói, mình cũng dám nghĩ chuyện nhiều khi cái đó chuyện cái nghiệp duyên của người ta mà chúng ta không có thể bình phẩm, thì thôi tất cả là do nhân quả thôi, nhân duyên thôi. Đến đi tức là làm không có duyên ở, người ta không có duyên ở đây nữa thì thôi chúng ta nói thôi chưa tăng, không có chấp nhận thì thôi chúng tôi tôn trọng cái chưa tăng. Chứ chúng tôi cũng có không có, có chúng tôi nghĩ nếu như mà nước trong không cá sẽ quá không có người, nhưng quả thật nước này quá trong luôn, không có thấy cá nào hết. Chứ mình chưa có xét mà cũng thấy nữa, thì thôi không có tay. Thì nói như vậy để chúng ta thấy, chúng ta đừng bao giờ mà phải xét đoán nhiều. Nhưng ngoại trừ nếu như mà nó không như ý thì thôi chúng ta hãy tùy duyên. Yeah. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật là một người, tức là gọi là Purisadamasarathi, điều ngự trượng phu. Điều ngự cái bánh xe lăn chuyên chở cho những người giải thoát. Ngài biết được cái người nào có khả năng giải thoát, người nào không có khả năng giải thoát. Ngài biết được người nào khế cơ, khế lý, khế tánh để Ngài chuyển hóa họ. Như Trạng Thanh Nhan, người thợ bạc này, chỉ cần một bằng cái hóa sen đó, cứ bằng hoa sen đó mà chính Đức Phật Ngài phải hóa cái hoa sen bằng vàng đó, mà nó héo, nó úa, thì ngay cái đó vị ấy chợt nhận ra sống trong cuộc đời này chúng ta cũng nhớ các pháp vô thường, dầu cho Đức Phật Ngài không quá thì rồi nó cũng sẽ hư. Đó là thật chứ quý vị. Sabbe Sankhara, mà các pháp hành đó nó vô thường, mà nó vô thường thì nó khổ não, nó khổ não thì tất cả pháp nó vô ngã. Đây là cái sự thật trong cuộc đời. Tất cả chúng ta tu tập là nhằm mục đích, nhằm mục đích cái gì? Ly khổ đắc lạc, hay là sự thật là khổ phải biết, sự thật tham ái nhân sanh khổ là sự thật. Niết bàn, sự chấm dứt đau khổ là sự thật. Và con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ là sự thật. Bốn khẩu hiệu này chúng tôi sẽ treo lên ở bốn cái gốc, ở bốn cái nơi, cái lễ đài.
Đây là sự thật về khổ, đây là sự thật về nguyên nhân sinh khổ, đây là sự thật về sự chấm dứt khổ, đây là sự thật về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Để nhấn mạnh cho tất cả chúng ta, đúc khăn ái và sát chăn, đúc khăn sa mô đế và sát chăn, niro thất sát chăn và mắc cái sát chăn, đó là sự thật bốn chân đế. Cho nên dầu cho chúng sinh có lăn trôi sinh tử bao đời cũng không ngoài ra cái điều này. Mà chính Đức Phật đã nói trong kinh Văn dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, đây là khổ đúc khăn ariya sát chăn hay đúc khăn sát chăn, đây là nguyên nhân sanh khổ samudaya sát chăn, đây là sự chấm dứt khổ và nirodha sát chăn, và đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ Magga sát chăn. Mà chính ta và các thầy đã bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Và kính thưa quý vị, nói đi nói lại thì chúng ta mới thấy được cái khả năng tuệ giác của Phật. Mà chính Ngài Xá Lợi Phất là một vị thầy, sao Phật là Ngài Xá Lợi Phất? Chúng ta phải nhớ cái trí tuệ của Ngài nó muôn trùng ở trong thế giới đương thời, ngay thời Phật hiện sinh cùng với đại chúng, mà chúng ta gọi là thập đại đệ tử hiện hữu đó, thì Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật là một tối chủ tối thượng. Và người thứ hai phải nói đến đó chính là Ngài Xá Lợi Phất. Người thứ ba chính là Ngài Mục Kiền Liên. Đây là hai vị này gọi là Akasavaka thượng thủ thinh văn đệ nhất trong các thượng thủ. Trí tuệ của Phật là tuyệt vời, lấy số một không ai so sánh bằng. Và người thứ hai đó chính là Ngài Xá Lợi Phất không ai so sánh bằng. Và người thứ ba là Ngài Mục Kiền Liên không ai so sánh bằng. Ngài Xá Lợi Phất là một kiền liên, cũng như thần thông cũng là một kiền liên, cũng bằng thần thông của Phật. Phật lực thì chúng ta không nói, nhưng lúc đó Ngài sẽ là Ngài một kiền liên, sẽ là thần thông đệ nhất. Và sao có thần thông đệ nhất đó là Ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta phải nhớ một cái tiêu chí như vậy. Thì cái đời sống của, để mà chính Đức Phật Ngài biết đây, cái đời sống của chúng sinh, mà ở trong kinh gọi là, tức là túc mạng minh, sanh tự minh, tự thấy mình, tự thấy cái duyên kiếp của chúng sinh, và cuối cùng được lộ tận hay không. Ngài thấy Ngài nhà ở đâu, số mấy đường gì trong đời đời kiếp kiếp về trước, và Ngài thấy được chúng sinh đời đời kiếp kiếp ngày xưa nó như thế nào, ra sao. Chỉ có Phật lực giải thoát tam minh. Những người khác cũng có, nhiều người cũng chứng tam minh, sanh tư minh, túc mạng minh, lậu tận minh, có tha tâm thông. Nhưng cái mà để cái giới vứt nó giới hạn, cũng như có một lần hình như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Cá Sĩ Bá là Ngài Mục Kiền Liên nhìn con quả đó, quý vị vì nhớ cái tích chuyện đâu. Thì Ngài nhìn quá cái con quả, thì Đức Phật Ngài mới đi đến, Ngài nói đây không phải là lĩnh vực của còn như cái cách quá, đây này cái giết đây phải là lĩnh vực của cái giết, đây là khả năng của các vị toàn giác. Cũng như hôm nay Ngài Đức Phật Ngài khẳng định cho Ngài Xá Lợi Phất về cái Phật lực toàn giác tự tri của chư Phật, chỉ có là Ngài, chỉ có Phật thôi mới có khả năng đó, mới biết được cái duyên của vị tỳ kheo trẻ này hiện kiếp là trong gia đình người thợ, trong gia đình làm nghề thợ kim hoàn, tức là nghề thợ bạc, mà 500 kiếp về trước nó đã là như thế. Cho nên cái tâm tính, cái cá tính nó quen, cái thường tính, cái tính thường suy nghĩ và thường thấy đó, cái nó quen, ăn sâu vào trong tâm cảm, ăn sâu vào trong tưởng tri của người này rồi, và đưa cái đề mục thích hợp. Bởi vì nó đẹp ta, cái đề mục đẹp thì lấy đẹp, lấy độc thì độc, lấy cái đẹp trị được, mới trị được cái đẹp. Đây là một cái điều mà hết sức đặc biệt và hết sức tuyệt vời. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin có đôi điều để thuyết giảng cái câu pháp cú số 285 này là như vậy. Và cũng báo trình quý vị vào ngày mai, chúng tôi sẽ thành tâm
tổ chức lễ cúng dường pháp bảo, một tuần lễ cúng dường pháp bảo để kính mừng đến bậc đầu sư lần đầu tiên vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương vào ngày 5 tháng 6. Asala Puja đó ở tại vườn An sẽ làm suốt một tuần lễ. Xin tất cả chúng ta nếu như có điều kiện có thể chúng tôi sẽ vô qua phay, hoặc là Đức Phật Tính xin sẽ đăng lên phay hay đăng lên mạng chủ thì xin được thấy tất cả tâm tư cũng gì Phật pháp một câu tụng đọc, một lần tụng đọc, một câu tụng đọc cả thế giới này cũng được an lành, cũng thưa quý vị cả thế giới này cũng được an lành nhé. Một câu kinh, một tiếng kệ như thở xưa của Đức Phật á, là Phật xưa thuyết pháp độ đời, trường nay xem pháp rạng người trí bi, giờ còn lắm kẻ tham si thì cũng như thế. Thì như rừng nay mỗi lần tụng đọc chuyển pháp luân là mỗi lần như là như nhắc, như gợi nhắc, như chúng ta tự nhớ lại ở vườn nay Đức Phật đã đọc, đã thuyết giảng giống tiếng trống chánh pháp, giống pháp âm để cho ba giới bốn loài thấy được, biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chứng minh khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Xin báo trình đến toàn thể chư tôn đức tăng cùng toàn thể đại chúng là như thế. Là cầu mong là quay lại Đức Phật giáo pháp và chúng tăng xin hộ trì đến cho tất cả chúng ta được thân an tâm lạc và luôn luôn sẽ là phụng trì chánh pháp. Xin kính dân Phật Phật lạc đến các vị chư thần chư thiên, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chúng sinh là chân linh, trí linh, chúng sinh vô hình tại nơi đây mong ca được an lạc, được tấn hóa, quý vị sẽ được nghe, được hiểu, được biết và được hoan hỷ với những lời kinh văn qua cái lễ mừng Đức Phật chuyển pháp luân, một tuần lễ cúng dường pháp bảo. Kính đến tất cả, mong cho tất cả chúng ta được an lạc, được tấn hóa. Nếu có điều gì sẽ tất kính mong đại chúng hoan hỷ cho, và chúng tôi sẽ chấm dứt mọi cái việc hoan hỷ trong cái việc làm phước, trong cái việc cúng dường gì cũng như có thể liên hệ với pháp tính như chúng tôi để tất cả chúng ta tạo lên cái sự thành tâm cúng dường pháp bảo này tốt đẹp nhất cho để mong Phật pháp được trường tồn, chúng sinh được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Phật Bổn. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học Pháp Cú số 285 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền chúc phúc cho rum cho chúng con được trọn vẹn phúc báo vì hôm nay không có Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, không thấy tín hiệu của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, sư Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có trước phái không? Kính thỉnh Đại Đức chúc phúc. Dạ. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddha anupavina sana sote pavandu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma Dupa vena sada soti pavandute pavatu sabba mangalang rakkantu sabba devata sabba sangha. Dupa vena sada soti pavandute. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm chứng thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta sanh tri vi ha ra qua si ni u pê ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đê na pa quan tu bồ chi ta so thiên ca ron tê ha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na qua ca cha vít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te gà la bu cha ye pi cha an đa tham pa wa sam se đa cha ta a ra vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sa pe pi đúc khá sa khá rần tu sang khá yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha put ga la sang cô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khăn tu sắc thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô út thêm sâm pa phu ni ya ma thẩm ma ri ya pa vê di tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.